Tập 46 hương vị tình thân. Phương Nam cố tình tránh mặt Mạnh Trường vì sao vậy? Tập 46 hương vị tình thân tiếp tục thu hút khán giả với mối quan hệ phức tạp giữa Phương Nam, Phương Oanh và Hoàng Long, Mạnh Trường. Sau bao ngày mong ngóng, cuối cùng cặp đôi dễ thương Phương Nam, Phương Oanh và Hoàng Long, Mạnh Trường đã trở lại rồi đây. Nam đến nhà thăm bà Dần, nghệ sĩ nhân dân Thu Quỳnh còn mang theo rất nhiều rau sạch biếu bà. Thấy con gái tới, bà Bích liền nghĩ kế để trốn việc. Mẹ nuôi nói với Phương Nam cố giữ bà Dần trên phòng để cho hai mẹ con bà Bích ở dưới nhà thoải mái tung hoành. Bà Dần thấy Nam đến mừng lắm nhưng tỏ ra không vui với bà Bích bởi tính khôn vặt. Bà nội Long liền kéo Nam lên phòng trò chuyện, không quên giao việc cho bà Bích mang cất những đồ Nam mang đến, pha nước cam mang lên gác cho bà cháu Nam uống xong chiều nấu cơm tươm tất để bà Dần đãi Nam xong mới được về. Nơi có thể giúp Long Nam chạm mặt nhau nhiều nhất chính là công ty. Khác hoàn toàn với những lần trước, cứ hễ gặp nhau là cặp đôi này sẽ cà khịa nhau, bông đùa vui vẻ. Ấy vậy mà lần này Nam lại chủ động trốn tránh sếp của mình. Vô tình gặp nhau ở công ty, Nam chào Hoàng Long rồi cúi mặt muốn đi luôn nhưng bị sếp chặn đường không cho đi. Phương Nam không tới đám cưới của Hoàng Huy, anh Vũ liền bị sếp hỏi thăm ngay, sao không tới dự đám cưới, bà nhắc cô suốt đấy. Nam tỉnh bơ, tôi bận nên không đến được thôi. Hoàng Long mặt cực thái độ đáp lại, nghe cô nói như thể cô còn bận hơn cả tôi nhỉ. Tránh qua tránh lại, cuối cùng Nam thừa nhận trước mặt Long, tôi cố tình tránh mặt anh đấy. Không hiểu lý do vì sao mà Nam tự tin của chúng ta lại phải tránh giáp mặt với sếp Long nhỉ. Phải chăng cô nàng có uẩn khúc gì, chẳng hạn như sợ lửa gần rơm lâu ngày cùng bén. Bao năm qua bà Bích vẫn không từ bỏ được sự ham vật chất, vẫn nuôi mộng con gái Ngọc Diệp phải lấy về nhà giàu. Những thứ bà ta quan tâm nhất khi con gái yêu ai đó là mặt mũi như thế nào, nhà ở đâu, đi xe gì, ví tiền có dài không. Với bà Bích những điều trên mới là tất cả. Còn Diệp thì đầy tự tin khi nói rằng người yêu của cô bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, thậm chí còn lưu loạt ảnh của anh người yêu cho mẹ xem. Nhưng hình như có gì đó sai sai, trai đẹp trong ảnh chẳng phải em trai của Khánh Thi hay sao? Một người như cậu ta sao lại tiếp cận cô gái ngốc nghếch như Ngọc Diệp? Đừng quên đón xem tập 46 bộ phim truyền hình Việt Nam Hương vị tình thân phát sóng trên kênh VTV.